Hôm nay mình giới thiệu cái mẫu mạch HA862 cam đỏ. Vì sao gọi là cam đỏ? Vì nó có màu cam đỏ ha. HA862 cam đỏ. Rồi, thì cái chiều ngang của ba mạch đây là 9 xăng. Chiều dài là 22 xăng. Bao gồm có 5 cái volume. Von, bát chép, bằng keo cơ là Eco, mic von. Coi chưa? Thì đối với cái bản mạch này, cái phụ kiện của nó kèm theo là cái gì? Một cái remote. Một cái remote đây ha. Và một cái adapter sạc. Đó, adapter sạc. Thì sử dụng bình ắc quy ha. Sử dụng bình ắc quy. Thì bên trong có bên trong này, đây là đường bình này. Rồi một cỡ ra lo ha. Lắp một cái bát, một cái chép. Rồi có thể tăng cường thêm cái chung. Đó tùy ha. Thì đối với mạch này thì sử dụng con IC là CS8623. Thì con IC này nó là 40W 8 ohm đến 80W 4 ohm. Cái con IC này nó cho phép mình tải cái lo 2,5 tấc 3 tấc ha. Đó thì video trước mình đã test trên cái lo 3 tấc rồi. Thì video này mình đang test với cái lo 2,5 tấc. Thì quan trọng là phần công suất của lo ha, 2,5 tấc 3 tấc không quan trọng. Đó, thì hôm nay mình đang test trên cái lo 2,5 tấc. Đây, lo này lo chiên cho lo kéo này ha. Đó. Âm thanh thì phải nói là khỏi phải bàn nữa. Chút xíu mình test cho các anh em xem. Đó. Có phải là âm thanh tuyệt vời hay không ha. Đó. 50W đúng không? Lo chiên cho lo kéo. Đó. Âm thanh thì phải nhỏ nhỏ gì đó ha. Gọn gàng vậy đó ha. Âm thanh tuyệt vời. Thì tất cả với các dạng lo của bên mình á, nhìn chung á thì cho âm thanh rất là mềm mại, không có cứng, không có khô. Quan trọng là